Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Sẵn sàng hy sinh mạng sống đối với một vệ binh Thụy Sĩ, điều này có nghĩa là thề trung thành và tùng phục Đức Thánh Cha. Đây là nội dung trong tập mới của loạt video clip tự truyện đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng. Ngày tuyên thệ, đó là ngày quan trọng đối với mỗi thành viên của đội vệ binh. Ngày này mỗi năm được lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 như một phần của buổi lễ tại sân San Damaso. Chủ đề được chọn cho tự truyện đội vệ binh Thụy Sĩ của Đức Giáo Hoàng lần này là tuyên thệ. Đây là một trong loạt video clip được thực hiện trong những tháng gần đây với mục đích cho mọi người biết sứ mệnh bảo đảm an toàn cho Đức Giáo Hoàng của đội vệ binh đặc biệt này. Đoạn video có tựa đề Tuyên thệ do Bộ Truyền thông Tòa Thánh thực hiện, ghi lại những bước quan trọng của buổi lễ. Bắt đầu tưởng nhớ 147 vệ binh Thụy Sĩ đã chết để bảo vệ Đức Giáo Hoàng vào năm 1527. Tiếp theo đoạn video cho thấy lối vào của đội vệ binh ở sân San Damaso, cử hành thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô và diễu hành về phía dinh tông tòa. Sau đó đến sảnh Clementina, theo truyền thống đội vệ binh sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 4 tháng 5. Và sau đó là những khoảng khắc thân mật với các thành viên gia đình trước khi tuyên thệ trung thành. Trong thực tế, sống lời tuyên thệ có nghĩa là thể hiện sự tận tâm và trung thành với Đức Thánh Cha. E così quando incontrate la gente, i pellegrini, voi trasmettete con la vostra gentilezza e competenza questo amore più grande che viene dall'amicizia con Cristo. In effetti, voi guardie svizzere siete un manifesto della Santa Sede. Tôi thề nhiệt tâm và trung thành, tuân theo tất cả những gì vừa được đọc cho tôi. Xin Thiên Chúa và các thánh của Ngài trợ giúp tôi. Si toi aussi, tu veux rejoindre cette famille qui changera ta vie, n'attends plus et rejoins-nous.